Phương Anh xin chào tất cả mọi người. Mấy ngày nay á, khi mà đi lên trên đoàn phim á, thì các bạn diễn viên khác á, hay hỏi Quỳnh Anh là tại sao dạo này nhìn thấy làn da của Quỳnh Anh sáng hơn rất là nhiều. Trong khi là khoảng chừng một tháng trước thì Quỳnh Anh có quay một cái bộ phim đó mà quay ở biển Long Hải, nắng chang chang luôn, giữa 12 giờ trưa mình vẫn ra quay, mình rất là lo ngại cho cái làn da của mình. Lúc đó khi mà quay về thì da của anh bị bỏng, bị rát và nó đen sạm, mình nhìn mà mình xót mà mình khóc luôn á. Sau cái đợt quay đó về là Quỳnh Anh cảm thấy là mình rất là tự ti, cho nên cũng rất là ít nhận lời đi những cái event hoặc là đi ra ngoài, bởi vì làn da của mình quá xấu. Mình là một người nghệ sĩ cho nên là mình rất là chú trọng đến cái vấn đề hình ảnh và đặc biệt là làn da. Sau đó thì anh mới tìm hiểu ở trên mạng và biết được cái sản phẩm Beauty Plus này. Như mọi người biết thì trước đây mình anh đã có sử dụng cái là Beauty 99, nhưng mà sau một thời gian mình không sử dụng nữa. Thì mình tìm hiểu ra được cái loại này thì nó có tác động gấp 3 lần, có nghĩa là trắng hơn gấp 3 lần, là sẽ tốt hơn và hot hơn rất là nhiều. Cho nên là mình anh sử dụng khoảng chừng một tháng nay thấy làn da của mình nó mỡn hơn và mình cảm thấy là mình cũng tự tin hơn. Và đặc biệt nha mọi người, khi mà đi ra nắng á, nhìn cái làn da của mình nó trắng mà nó trong xuyên suốt và rất là đẹp, rất là hồng hào tự nhiên, chứ không phải là trắng bệch như những cái sản phẩm khác đâu. Và chia sẻ luôn với mọi người, Quỳnh Anh là một cái cô gái gọi là quê ở miền biển Nha Trang, và hồi nhỏ là tắm biển rất là nhiều. Da của Quỳnh Anh thuộc là loại là đen bẩm sinh mà còn mình vừa tắm biển nữa, cho nên là mình cũng chưa bao giờ nghĩ là lớn lên mình sẽ có được một cái làn da trắng sáng hay là mịn màng gì hết. Thì rất là may mắn khi Quỳnh Anh đã tìm được cái sản phẩm này, và mình đồng hành với sản phẩm này cũng khá là lâu rồi. Ngoài cái việc mà mình bôi kem dưỡng da khi ra nắng nè, mình dưỡng da bên ngoài, thì mình cũng nên dùng một cái sản phẩm, thực phẩm chức năng nào đó để uống vào bên trong cơ thể của mình và làm đẹp da, làm sáng da từ bên trong nữa. Và để lý giải cho việc tại sao em nó trở thành bom tấn trong thời gian vừa rồi và được rất nhiều các chị em phụ nữ yêu thích và tin dùng, đó chính là thành phần 100% từ thiên nhiên, đặc biệt là có thành phần của trái ô liu. Ngoài ra trong thành phần còn có chiết xuất từ cam quýt và lá hương thảo, sẽ giúp cho làn da của chúng ta chống được những cái tia UV và ngăn ngừa ung thư da. Và đặc biệt là trong đây sẽ có những cái thành phần mà chị em rất là thích, như là thành phần HA nè, collagen và vitamin. Nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta sáng hơn. Những chị em nào mà da bị đốm, tàn nhang hay đồi mồi, hay là bị những cái vết thâm do mụn thì cũng sẽ xử lý được luôn. Và bên cạnh đó thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta giữ được một cái độ đàn hồi, một cái độ ẩm rất là tốt. Và đây là thành phần được nhập khẩu từ Tây Ban Nha về, sẽ giúp cho làn da của chúng ta chống oxy hóa và sáng da hơn rất nhiều. Và đây là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc, mà chiết xuất 100% từ thiên nhiên, cho nên các chị em khi mà đã chọn sản phẩm này để mình sử dụng thì mọi người có thể yên tâm. Cách sử dụng thì cũng khá là đơn giản thôi, một ngày thì chúng ta sẽ dùng 2 viên. Có thể chia ra sáng một viên, chiều một viên. Còn những cái cô mà gọi là não cá vàng như Quỳnh Anh đó thì Quỳnh Anh sẽ dùng đúng một lần thôi, là một lần Quỳnh Anh sẽ uống 2 viên tại vì rất là hay quên. Và một cái hũ như thế này thì mọi người sẽ dùng được khoảng 1 tháng, với giá là 1.290.000, có 60 viên ở trong đây. Và anh mới dùng khoảng tháng thôi mà anh thấy là hiệu quả khá là tốt, nên là chia sẻ với chị em để cho chúng ta lúc nào cũng có được một cái làn da thật là đẹp, là mịn màng như ý. Và để thấy được hiệu quả một cách rõ nhất, giống như Quỳnh Anh đã từng thử nghiệm qua và cảm thấy rất là thú vị về cái điều này, thì mọi người nên làm theo Quỳnh Anh nha. Giống như là bây giờ mình mua một cái hũ này về và mình sẽ chụp cái làn da của mình trước khi mình sử dụng sản phẩm. Một tuần sau mình sẽ chụp lại, 2 tuần sau mình sẽ chụp lại, nói chung là cứ cách 1 tuần đến 2 tuần thì mình sẽ chụp lại để xem là cái làn da của mình nó đã thay đổi rõ rệt như thế nào, và mọi người sẽ thấy được cái sự thay đổi đó, để biết được là sản phẩm này hiệu quả như thế nào nha. Và bây giờ anh sẽ uống Beauty Plus nha. Vẫn là một cái hũ rất là xinh xắn như thế này. Đây là cái hũ để cho mọi người xem thôi, còn bình thường anh mang đi thì vẫn mang đi cái hũ này, bởi vì nó vừa xinh mà nó vừa rất là tiện lợi nữa. Cô gái sẽ uống một lần 2 viên, sợ buổi chiều sẽ quên. Sao
xong. Và mọi người hãy nhớ nha, cho dù sản phẩm có tốt cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng phải có những biện pháp bảo vệ làn da của mình từ bên ngoài, bởi vì là thời tiết thì rất là nắng và nóng, mình đi ra ngoài mình phải xức một lớp kem chống nắng nè, mình phải che chắn nè để bảo vệ cho làn da của mình từ bên ngoài và cả bên trong, như vậy thì mới tốt được. Và đặc biệt là mọi người hãy nhớ là phải uống thật là nhiều nước thì làn da của mình nó mới điều tiết tốt và mới đẹp được, giống như Quỳnh Anh nè nha. Và chúc cho mọi người sẽ luôn luôn có được một làn da thật là xinh xắn, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.